Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin trình bày một tác phẩm mới. Nói mới nhưng thật sự cũng đã cũ rồi. Mãi đến nay đã 19 năm, chuẩn bị bước qua sang năm thứ 20. Làm như giống chống công giáo là một cái gì không được phép làm, hay không có đạo đức tôn giáo, hay chia rẽ tôn giáo, vân vân. Và nhất là sẽ mang tội với Chúa của họ. Tôi không phủ nhận là tôi chống công giáo không phải là chống lơ tơ lơ mơ, mà chống triệt để. Tại sao? Vì tôi cho đây là điều cần thiết trong thời đại ngày hôm nay. Những người lên án tôi là chống công giáo nên tự hỏi công giáo có đáng chống không? Và tại sao không? Nhưng họ cần biết rõ một điều: tôi chống công giáo nhưng không chống người theo công giáo. Nghe ra thì có vẻ nghịch lý, nhưng thật ra thì tôi chống công giáo với mục đích giúp người công giáo, giúp để người công giáo hiểu biết rõ thêm về chính tôn giáo của họ. Mà vì ở trong một cấu trúc quyền lực của giới giáo sĩ, lý, nhưng thật ra thì tôi chống công giáo với mục đích giúp người công giáo, giúp để người công giáo hiểu biết rõ thêm về chính tôn giáo của họ. Mà vì ở trong một cấu trúc quyền lực của giới giáo sĩ tiếng danh Chúa và bị bề trên bưng bít, họ không có khả năng hoặc cơ hội để biết đến những sự thật về đạo công giáo của họ, nhất là để giúp họ được nhận thức được rằng chẳng có ai chống công giáo như họ nghĩ cả, mà chính công giáo đã chống công giáo. Thật vậy, chính cái lịch sử ô nhục đẫm máu của giáo hội công giáo trong 2000 năm nay mà giáo hoàng John Paul đệ nhị đã phải lên tiếng xưng thú bảy núi tội lỗi của giáo hội ngày 12 tháng 3 năm 2000 tại Vatican. Chính những triều đài dâm loạn của một số không ít giáo hoàng, chính cái định chế độc tài buông thần bánh thánh của giáo hội, chính cái chính sách liên kết của giáo hội với các chế độ thực dân để đi truyền đạo ở các nước nghèo yếu, chính sự suy sụp đạo đức của giới chăn chiên, điển hình là các vụ đồi bại như linh mục cưỡng bức tình dục một số nữ tu trong 23 quốc gia trên thế giới, rồi cưỡng bức họ đi phá thai, một vụ số không nhỏ linh mục ở Mỹ khoảng hơn 500.000 người. Chúa thứ hai cưỡng bức tình dục của trẻ em và nữ tín đồ bắt đầu nổ ra ở Boston năm 2002, vân vân. Đã là những thực tế chống công giáo mạnh mẽ nhất mà người công giáo không bao giờ nhìn thấy và chấp nhận, vì đầu óc đã bị điều kiện hóa từ khi còn nhỏ. Và những kẻ hoặc đầu chính trị dựa hơi công giáo cũng không nghĩ đến. Điều đáng buồn là vì hoàn cảnh đất nước từ khi Pháp với sự hỗ trợ đáng kể của công giáo Việt Nam xâm chiếm được Việt Nam, tri thức Việt Nam đã đi sau những tri thức Âu Mỹ cả nhiều thế kỷ trong nhiệm vụ chống công giáo, hay nói đúng hơn, giải hoặc Kitô giáo nói chung, công giáo nói riêng. Bài viết này chỉ có mục đích trình bày cho độc giả biết rằng chống công giáo trong thế giới Âu Mỹ ngày nay không phải là chuyện vô đạo đức hay gây chia rẽ tôn giáo, mà là bổn phận của người tri thức trước những sự thực về công giáo do chính công giáo đã thú nhận. Gần đây giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã có một thiên khảo cứu về nhiều quốc gia trên thế giới đã chống công giáo như thế nào. Bài viết này chỉ muốn nói lên một điều: trong thời đại này, cái mũ chống công giáo của những người Việt có đầu mà không có óc đã không còn có một giá trị tri thức, nhất là khi những luận điệu chụp mũ này thường chỉ là sự suy diễn từ những đầu óc của những con bò mộng Tây Ban Nha trước mảnh vải đỏ, không có bất cứ một bằng chứng nào, không dựa trên bất cứ cơ sở nào. Lloyd Graham
Chúa Kitô cầu nguyện Chúa Cha: Cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết là họ đang làm gì. Nếu cái tên Kitô không biết gì về siêu hình học này, Giêsu, mà có chút kiến thức nào về luật nhân quả, thì lời cầu nguyện của hắn đã đọc ngược lại: Con người hãy tha thứ cho Thiên Chúa, vì ông ta không biết là ông ta đang làm gì. Tất cả cuộc sống đều chứng tỏ cái sự kiện thê thảm này. Cho nên vấn đề không phải là Thiên Chúa có tha thứ cho tội lỗi của con người hay không, mà là con người có thể tha thứ cho sự độc ác của Thiên Chúa hay không. Trần Trung Ngọc: Giáo hội Công giáo đã xưng thú 7 núi tội ác của Công giáo đối với nhân loại và xin được tha thứ, nhưng khác với Thiên Chúa của Công giáo. Không biết là mình sẽ làm gì, giáo hội Công giáo biết rất rõ những việc giáo hội làm. Cho nên vấn đề của chúng ta ngày nay là chúng ta có thể tha thứ cho 7 núi tội ác của giáo hội Công giáo hay không. Ngày Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000, trong một cuộc thánh lễ công cộng tại thánh đường Pedro, trước nhiều chục ngàn con chiên, người chủ chiên Giáo hoàng John Paul đệ nhị, đại diện cho hội thánh Công giáo gồm gần 1 tỷ tín đồ, trong đó có khoảng 5 triệu tín đồ Việt Nam, cùng vài chức sắc trong bộ tham mưu thần học của ông ta, trong đó có tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, đã chính thức xưng thú 7 núi tội lỗi đối với nhân loại của Công giáo, một tôn giáo tự nhận là thiên khải duy nhất, thánh thiện, mầu nhiệm, tông truyền, vương quốc của Thiên Chúa, cao quý, ánh sáng của nhân loại, vân vân. Và xin thế giới tha thứ cho những hành động ác ôn đặc thù Công giáo của những con cái giáo hội Công giáo thất thiện. Những hành động này qua gần 20 thế kỷ đã đưa đến những thảm họa to lớn cho nhân loại như thánh chiến, tòa hình án xử dị giáo, kỳ thị phái nữ, xâm lăng văn hóa, ý muốn thống trị và thái độ thù nghịch đối với những tôn giáo khác, bách hại dân Do Thái, gây chia rẽ trong cộng đồng Kitô, liên kết với những thế lực thực dân phát xít, vân vân. Nhưng đã được nhắc tới hết sức đại cương trong những lời xưng thú 7 núi tội lỗi của Công giáo. Đây không phải là lần đầu tiên giáo hoàng xưng thú tội lỗi của Công giáo. Người ta ghi nhận trong thời gian 21 năm ở ngôi vị giáo hoàng, Ngài đã xin lỗi hơn 100 lần về những tội lỗi rõ ràng giáo hội đã phạm. Chicago Tribune, mắt 13, 2000. Nhưng lần này, sự xưng thú tội lỗi của giáo hoàng có tầm mức rộng lớn hơn những lần trước rất nhiều, vì nó bao quát, tuy không đầy đủ, 7 núi tội lỗi chính của giáo hoàng, giáo hội Công giáo đối với nhân loại trong suốt 2000 năm, đặc biệt là trong thiên niên kỷ thứ 2 theo thường lịch. Các tín đồ Công giáo, nhất là tín đồ Công giáo Việt Nam, bèn tung hô hành động của John Paul đệ nhị là một hành động can đảm chưa từng có trong giáo hội. Theo luận điệu diễn giải của giới chăn chiên dạy các con chiên có đầu nhưng không có óc, một kẻ cướp, một kẻ sát, khi bắt buộc phải thú tội thì không phải là một hành động can đảm. Huống chi giáo hội Công giáo trong lịch sử đã là một tập thể, một tập đoàn kẻ cướp trong các cuộc thánh chiến hay to rập với thực dân đi cướp chùa để xây nhà thờ, thí dụ như ở Việt Nam. Một tập đoàn sát nhân trong các tòa án xử dị giáo, săn lùng và thiêu sống phù thủy, vân vân. Vậy thì làm sao có thể được coi những lời xưng thú tội lỗi là can đảm hay là hành động thống thói? Ngồi giáo hội, ai cũng biết đây là một bước đi chính trị bắt buộc của giáo hội trong một thế giới mà ý niệm riêng về đa nguyên tôn giáo đã được chấp nhận rộng rãi. Trong thế giới này, nhãn hiệu tự phong của Công giáo như là một tôn giáo thiên khải, thánh thiện duy nhất, vân vân, thực chất chỉ là lời huynh hoang, hỗn hỉnh, tự đề cao, hoàn toàn vô giá trị đối với hơn 5 tỷ người.
phi công giáo trên tổng số 6 tỷ người trên thế giới. Học hội Đức Giêsu Kitô phục sinh của một nhóm tín đồ công giáo Việt Nam ở Houston, Texas, Hoa Kỳ đã vạch rõ Roma chọn con đường các thuốc tội lỗi của mình là có những lý do thầm kín đã suy nghĩ lâu dài và nát óc để quyết định này. Trong những con đường xấu, nghĩa là có ảnh hưởng tai hại đến giáo hội, Trần Trung Ngọc chọn con đường ít xấu hơn là con đường xưng tội, chống với Thiên Chúa và với đồng loại. Hơn nữa, có xưng thú tội lỗi hay không thì cả thế giới cũng đã biết rõ bản chất của công giáo La Mã là như thế nào rồi. Bằng chứng ở trong sự hiện hữu của hàng trăm, hàng ngàn tác phẩm nghiên cứu về lịch sử công giáo, hành động xưng thú tội lỗi của Vatican không phải là một hành động can đảm. Đó chẳng qua chỉ là sự thú nhận những điều mà thế giới đã biết rõ từ lâu. Và vì trước công luận thế giới, trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, giáo hội công giáo không có cách nào để bưng bít che giấu sự thật được nữa. Để vớt vát uy tín của công giáo qua việc xưng thú tội lỗi này, giáo hoàng phán người ngoài sẽ khó hiểu được ý nghĩa tôn giáo linh thiêng của hành động thống hối. Trong khi thực sự có gì là linh thiêng và có gì hiểu đâu, vì hành động thống hối này không phải là một hành động đặc thù công giáo, chỉ riêng công giáo mới có, và thực chất chỉ là lời nói trên đầu môi chót lưỡi xưng tội trống với Chúa, không chút nào thành thật. Nhưng nhiều người đã nhận xét không ai lấy làm lạ, vì tại sao cho tới thời điểm gần đây mới có một giáo hoàng công khai xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ cùng thế giới. Chúng ta đã biết 359 năm sau khi kết án Galileo, và sau 13 năm nghiên cứu của một ủy ban gồm những nhân vật thượng thặng trong tòa thánh, giáo hội mới chính thức công nhận sự sai lầm của giáo hội trong vụ án này. Trong khi cả thế giới đã biết là Galileo đúng, còn thánh kinh và giáo hội đã sai từ mấy thế kỷ nay. Chúng ta đã biết giáo hội đã kết tội oan một nữ anh hùng cứu quốc của Pháp là phù thủy đưa bà lên giàn hỏa thiêu sống năm 1431, rồi gần 500 năm sau 1920 mới thống hối bằng cách truy phong chức thánh cho bà. Sự kiên trì che giấu tội lỗi của giáo hội công giáo đã nổi tiếng trên toàn cầu cực. Chẳng đừng giáo hội mới công khai cực chẳng đã, giáo hội mới công khai hóa những sự kiện lịch sử có ảnh hưởng không tốt cho giáo hội, vì những sự kiện lịch sử này đối ngược hẳn với những nhãn hiệu thánh thiện vân vân tự tôn của giáo hội. Dù giáo hội có ngụy biện để giải thích hành động xưng thú tội lỗi của giáo hoàng như thế nào đi chăng nữa, là hành động can đảm hay theo đúng tinh thần tự kiệm ăn năn thống hối của công giáo, là để thanh tẩy ký ức hay để tiến tới sự hòa hợp công giáo vân vân, các tín đồ công giáo vẫn không thể nào giải đáp được thỏa đáng những câu hỏi như: tại sao một giáo hội cho chính Chúa thành lập thường tự xưng là thánh thiện, là ánh sáng của nhân loại, là quán quân về công bằng và bác ái, được thánh linh hướng dẫn vân vân, lại có thể phạm những tội ác vô tiền khoáng hậu trong suốt 2000 năm đối với nhân loại như vậy? Trong khi các đạo khác, thí dụ như đạo Phật, thường bị Kitô giáo chụp cho cái mũ là vô thần lên đầu, lại không hề làm đổ một giọt máu hoặc gây nên bất cứ một phương hại nào cho con người trong quá trình truyền bá đã dài hơn 2500 năm từ trước Kitô giáo hơn 500 năm. Vậy vô thần so với hữu thần đằng nào thánh thiện hơn? Tại sao cho tới ngày nay mà những người công giáo Việt Nam ngu ngơ vẫn luôn luôn mở miệng ra là lên án vô thần, làm như vô thần đồng nghĩa với vô đạo đức, vô tôn giáo? Trong khi xét theo lịch sử, chính cái tôn giáo của họ, công giáo, là vô đạo đức và vô tôn giáo và bậc nhất thiên hạ. Những câu hỏi này sẽ luôn luôn ám ảnh
những tín đồ Công giáo có đầu óc. Còn đôi chút lương tri và liêm sĩ vì một tôn giáo mà gây ra nhiều tội đại ác như tra tấn, tù đầy, thiêu sống v.v. giết hại hàng chục triệu sinh mạng vô tội, nếu không muốn nói đến cả trăm triệu, gồm cả đàn bà và trẻ con, bất cứ vì lý do nào, thì không thể được coi là một tôn giáo. Theo bất cứ nghĩa nào, nó chẳng qua chỉ là một tổ chức núp sau bình phong tôn giáo để duy trì những quyền lực, thế lực. Lương tâm trí thức của họ bắt đầu bắt họ phải thực trực diện với sự thật này. Phải chăng họ đã bị lừa dối từ bao thế kỷ nay bởi một cái bánh vẽ trên trời mà không cần đếm xỉa gì tới vấn đề đạo đức, luân lý? Phải chăng họ đã bị nhào nặn từ nhỏ để có một tâm cảnh vô cùng ích kỷ, chỉ ham hố một sự cứu rỗi tưởng tượng cho riêng mình mà không cần biết đến cái rộng cộng đồng tôn giáo của mình ra sao? Phải chăng họ đã bị nhồi sọ từ nhỏ đến độ chỉ còn có thể tin một cách mù quáng, không còn khả năng suy nghĩ để tìm ra lẽ thật, vân vân? Tín đồ Công giáo muốn tôn vinh quyền năng của Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần và Giáo Hoàng thế nào thì tôn vinh, nhưng họ không bao giờ có thể xóa bỏ được những sự thật về lịch sử về Công giáo, những sự thật đã làm cho cả thế giới phải ghi sợ, những sự thật đã bị phanh phui đến mức độ giáo hội không thể làm gì khác là đưa Giáo Hoàng và bộ tham mưu của ông ra xưng tội cùng thế giới, loài người về những tội ác của Giáo hội Công giáo để xoa dịu dư luận thế giới. Những tội lỗi của Công giáo đối với nhân loại qua lời xưng thú tội lỗi của tập đoàn Vatican sẽ ám ảnh lương tri của người Công giáo suốt đời, không phải vì họ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của giáo hội trong quá khứ, mà vì dù muốn dù không, họ cũng thuộc một đoàn thể có một lịch sử quá đen tối, trái ngược với những lời tuyên truyền giả dối đã tạo thành niềm tin của họ. Từ nay họ không còn có thể tự đề cao mà không ngượng miệng những điều họ được nhồi vào đầu óc từ khi còn nhỏ để biến họ thành những kẻ cuồng tín tổng hợp của sự ngu dốt, hỗn hỉnh và huynh hoang. Ví dụ như Công giáo là một tôn giáo thánh thiện, duy nhất thiên khải, cao quý hơn tất cả các tôn giáo khác. Hoặc như trong đạo là những người hiền lành, lành thiện, đạo đức hơn tất cả những người ngoại đạo, vân vân. Thế giới đã thấy rõ từ lâu tất cả những lời tự tôn, tự ca tụng, tự tôn vinh, vân vân của Giáo hội Công giáo chỉ là những lời tự nhận tuyên truyền hân hoan giả dối cho đám tín đồ thấp kém, trái hẳn với bản chất mê tín hoang đường, thấp kém, tàn ác, vân vân của Giáo hội Công giáo. Sau đây tôi xin đi vào phần phân tích vài vấn đề liên quan đến hành động xưng thú bảy núi tội lỗi và được tha thứ của Hội Thánh Công giáo. Giáo hoàng xin thế giới tha thứ cho những tội ác của Công giáo bằng những lời lẽ rất đại cương, cho nên không mấy người biết rõ những tội ác của giáo hội là những tội ác nào. Levitt Vinting viết trong tờ Chicago Tribune ngày 16 tháng 3 năm 2000 như sau: hầu hết các tín đồ Công giáo không biết đến cái lịch sử chứa đầy tội ác của Công giáo Trần Trung Ngọc mà Giáo hoàng nói đến. Và nếu theo lời của Hồng Y John Cotton, tổng giám mục địa phận New York, tín đồ Công giáo phải được thực sự giải phóng thì họ phải biết sự thật đó như thế nào. Sự thật đó như thế nào? Đọc kỹ lịch sử truyền đạo của Công giáo và những gì Công giáo đã gây ra cho nhân loại, chúng ta có thể tóm tắt sự thật đó trong một câu ngắn gọn. Tội ác của Công giáo đối với nhân loại có thể mô tả như sau. Mượn lời của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo: quyết Đông Hải chi thủy, bất túc dĩ trạc kỳ ô, khánh Nam Sơn chi trúc, bất túc dĩ thư kỳ ác. Đọc thay, trúc rừng không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước bể không rửa sạch bụi. Bởi vì trong gần 20 thế kỷ, cả trăm triệu sinh mạng gồm già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ vô tội đã bị giáo hội nhân danh cái gọi là phúc âm chân lý của Chúa bắt bớ, giam cầm, tù đầy, bạo hành, tra tấn cực hình,
cắt cổ, chôn sống, thiêu sống, vân vân. Chưa kể đến những hành động phá hủy đền thờ miếu mạo của các tôn giáo khác, hoặc những hành động nhằm tiêu diệt các nền văn hóa phi công giáo, vân vân. Đây là những sự kiện bất khả phủ bác đã được ghi rõ trong sử sách. Đi vào chi tiết, sự thật đó nằm trong những lời xưng thú tội lỗi dù đất đai rất đại cương liên quan đến bảy núi tội ác của giáo hội được năm Hồng Y và hai tổng giám mục long trọng tuyên đọc tại thánh đường Bê-rô ngày 12 tháng 3 năm 2000. Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận được hân hạnh đọc lên những lời xưng thú tội lỗi trong mục chống lại công lý và hòa bình, vân vân, của hội thánh công giáo. Giáo hoàng và ban tham mưu thần học của ông đưa ra những lời xưng thú tội lỗi tổng quát trong bảy mục sau đây. 1. Xưng thú tội lỗi chung. 2. Xưng thú tội lỗi trong khi phục vụ chân lý. 3. Xưng thú tội lỗi đưa đến sự chia rẽ giữa các tín đồ Kitô. 4. Xưng thú tội lỗi trong sách lược bách hại dân Do Thái. 5. Xưng thú tội lỗi những hành động với ý muốn thống trị kẻ khác với thái độ thù nghịch đối với các tôn giáo khác, không tôn trọng truyền thống văn hóa và tôn giáo của các dân tộc nhỏ kém phát triển. 6. Xưng thú tội lỗi trong sự kỳ thị phái nữ coi thường phẩm giá phụ nữ. 7. Xưng thú tội lỗi trong việc vi phạm những quyền căn bản của con người. Vậy mà các con chiên Việt Nam vẫn rêu rao là những quan niệm về tự do, nhân quyền, vân vân, đều bắt nguồn từ công giáo, trong khi bản chất công giáo là một định chế tôn giáo độc tài, thần trị phi nhân quyền vào bậc nhất thiên hạ. Luật sư Trần Lê Nguyên trên trang nhà Việt Catholic viết: tự do ngôn luận hay tự do phát biểu là một trong những quyền căn bản tự nhiên do Thượng Đế ban cho con người được hưởng, không phải do cá nhân, tổ chức hay chế độ chính trị nào ban phát cho người dân. Nhưng thử hỏi trong định chế công giáo, những quyền căn bản này có được tôn trọng hay không? Luật sư Nguyên đã có bao giờ nghe đến những tên linh mục Leonardo Boff, nhà thần học công giáo nổi tiếng ở Ba Tây, Hăng Cung, nhà thần học công giáo Đức, linh mục Charlie Curren, giáo sư thần học Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tổng giám mục Raymond Huthausen ở Seattle, vân vân. Tất cả những chức sắc này trong công giáo đều đã bị Vatican bịt miệng vì có những ý kiến không thuận tai những tên độc tài trong Vatican. Mà họ bị bịt miệng chính là Hồng Y Ratzinger, bộ trưởng thánh bộ truyền giáo, nay lên làm giáo hoàng, Benedict thứ 16, có phải là những con chiên Việt Nam từ những bậc trí thức như luật sư Trần Lê Nguyên cho tới các con chiên bình thường đều đã bị nhồi sọ, tẩy não kỹ đến độ có thể lặp lại những điều giáo hội dạy rằng không hề biết đến thực chất độc tài thần trị của giáo hội công giáo không? Hơn nữa, thời buổi này mà nói đến những quyền do Thượng Đế ban mà không sợ người ta cười cho hay sao? Đọc Thánh Kinh thì thấy Thượng Đế hiện thân là một ác quỷ vi phạm tất cả mọi quyền tự do của con người. Và đọc lịch sử công giáo thì chúng ta cũng thấy giáo hội công giáo đã vi phạm mọi quyền tự do của con người. Những quyền do sự tiến độ trí thức của con người nằm trong định luật tiến hóa hình thành, chứ chẳng phải do một Thượng Đế của người Do Thái ban cho. Ai phủ nhận điều này xin mời lên tiếng. Học hội Đức Giêsu Kitô phục sinh đã viết trên trang nhà kitohoc.com ngày 5 tháng 4 năm 2000 một bài phê bình gọi bảy núi tội lỗi trên: sa mạc tội lỗi dàn trải hàng ngàn năm trên một địa bàn rộng lớn toàn cõi Âu Châu và các cuộc thuộc địa của Âu Châu trên khắp thế giới, và gồm 15 lời bàn về việc giáo hoàng xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ. Lời bàn thứ 6 nguyên văn như sau: giáo hội dạy giáo lý nhồi sọ giáo dân rằng tội do quỷ Satan và quỷ Satan là tội, người phạm tội là người của quỷ Satan, người có tội
là người bị Satan bắt linh hồn, nắm đầu, nắm cổ và chịu sai khiến như tù nhân khổ sai. Giáo hội Công giáo Roma Latin ôm ấp 7 mối tội do to như 7 trái núi hàng ngàn năm. Và 7 chương tội là 7 đàn quỷ có sừng, có đuôi hàng triệu đứa. Giáo hội nằm gọn trong tay 7 đàn quỷ và bị 7 đàn quỷ này thống trị. Nhưng ngày xưng thú tội ngàn năm hy hữu này, giáo hội còn thiếu một chương thứ 8 về tội trong hoàng cung và triều đình của giáo hoàng. Ví dụ giáo hoàng Tây Ban Nha, dòng Borgina, Alexander thứ 6, 1492-1503, hiện nguyên hình là một con quỷ râu xanh, loạn dâm với 3 đời, trực hệ đàn bà. Con trai hắn là Cesare và con gái là Luxeri, lộng hành đến nỗi thấy cha cai trị giáo hội. Có lần Luxira ngồi trên tòa Bero và các triều thần, các thầy dòng sống vào hôn chăn nàng. Đây là chuyện thất tình lục dục của hàng ngàn năm thứ hai, của ngàn năm thứ hai. Nếu ngược lên ngàn năm thứ nhất, có chuyện cổ kim trong tay độc nhất vô nhị là phiên tòa đại hình khai quật xác giáo hoàng Formosus năm 891-896, chết đã mục xương rồi. Vào ghế bị cáo, sử gọi là Cadaver Synod, một phiên tòa giáo hoàng xử tội giáo hoàng mà người đời mường tượng ra cảnh dưới âm ti cắt lưỡi móc mắt, chặt từng ngón tay, xẻo từng thân thay ra trăm mảnh ném xuống dòng Tiber. Năm sau, giáo hoàng Stephen VI là người bố trí phiên tòa xử các chết thay này bị lật đổ, bị tù đầy và thắt cổ trên chính. Hàng trăm cuộc phế lập tranh quyền, thanh trừng cướp ngôi của giáo hoàng cực kỳ hung bạo, tàn nhẫn vô luân, y hệt thời Xuân Thu chiến quốc. Dù trong bản văn xưng tội giáo hoàng và ban tham mưu của ông chỉ đưa ra những lời hết sức đại cương, tránh né chi tiết và nhiều trường hợp trọng đại trong lịch sử Công giáo, và trong nội bộ giáo hội, hành động xưng tội này cũng có một ảnh hưởng trên toàn thế giới. Ảnh hưởng như thế nào? Đó là tùy theo nhận định của mỗi người. Đối với dân tộc Việt Nam, những người xưng thú tội lỗi của giáo hội Công giáo trên như đã bạch hóa nhiều sự kiện lịch sử, những tác phẩm ngụy sử để biện bác bào chữa cho Công giáo ở Việt Nam, của những tín đồ Công giáo Việt Nam như Phan Phát Hùng, Vũ Đình Hoạt, Bùi Đức Sinh, v.v. đã trở thành vô giá trị, vì sự bách hại đạo Công giáo ở Việt Nam không bắt nguồn từ lý do tôn giáo, mà vì muốn thống trị của Công giáo, vì thái độ thù nghịch của Công giáo đối với các tôn giáo truyền thống của dân tộc Việt Nam, vì sự liên kết của giáo hội Công giáo với những thế lực thực dân đưa đến sự đô hộ Việt Nam của Pháp, vì sự coi thường không tôn trọng nền văn hóa và luật pháp Việt Nam, vì đã đào tạo một lớp giáo dân cuồng tín sẵn sàng phản động, phản bội quốc gia, vì đã kích động gây nội loạn trong đất nước Việt Nam, vân vân. Tất cả những điều này đã được sử sách ghi rõ. Những lý do cấm đạo mà những tín đồ cuồng tín Công giáo bịa ra như các vua triều Nguyễn thù nghịch Công giáo vì đạo này đối nghịch với Nho giáo, với Văn Thân, Bình Tây Sắc Tả, vì Công giáo làm cho họ mất thế đứng trong giáo hội, thay mất nồi cơm, vì đạo Công giáo chủ trương công bằng bác ái, vân vân, nay đã không còn một giá trị nào, vì toàn bộ những luận cứ này đã bị giáo hoàng phủ bác dứt khoát qua những xưng thú tội lỗi trên. Mặt khác, những lời xưng thú tội lỗi của giáo hội đã phải đảm bảo giá trị của những tác phẩm nghiên cứu về Công giáo trên thế giới và của một số tác giả Việt Nam, ví dụ như cuốn Đạo Thiên Chúa về chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam của Cao Huy Thuần, cuốn Thập giá và lưỡi gươm của linh mục Trần Tam Tĩnh, cuốn Công giáo chính sự của Trần Trung Ngọc, cuốn Thực chất của giáo hội La Mã của Nguyễn Mạnh Quang, cuốn Công giáo trên bờ vực thẳm của giáo dân Tỉnh Ngộ Chắc Lê Nguyễn, cuốn Kitô giáo những khuyết điểm của bác sĩ Trần Quý Nhu, cuốn Công giáo nhận định mới về tín lý và giáo lý của bác sĩ Công giáo Tỉnh Ngộ Nguyễn Văn Thọ, vân vân. Vì trong những cuốn này,
Các tác giả không làm chuyện gì khác hơn là đưa ra phần nào chi tiết về sự thật, về thực chất và những tội lỗi của Công giáo đối với nhân loại nói chung, đối với Việt Nam nói riêng. Những sự thật mà giáo hoàng đại diện cho Công giáo đã thừa nhận những lời xưng thú tội lỗi tổng quát và xin được tha thứ ở trên, vì giáo hoàng đã công khai xưng thú tội lỗi của giáo hội Công giáo đối với nhân loại. Những tác phẩm vạch trần những sự thật và tội lỗi của Công giáo ngày nay đã được bảo đảm giá trị trí thức giáo hội và các tín đồ Công giáo Việt Nam cuồng tín không có thể tiếp tục theo sách lược vu khống từ trước đến nay của giáo hội. Lên án các tác phẩm nghiên cứu sự thật trên là chống Công giáo, hay là chụp mũ cộng sản chống Công giáo, hoặc là tác phẩm của những kẻ thù của Công giáo, vân vân. Theo lời diễn giải của giáo hội thì hành động xưng thú tội lỗi này là để thanh tẩy ký ức, có tác dụng cắt bỏ mặc cảm tội lỗi của giáo hội qua hành động ăn năn thống hối và thú nhận tội lỗi. Một ký giả đã nhận xét như sau: nhưng nếu giáo hoàng cho rằng với những lời xưng thú tội lỗi của giáo hội đọc lên trong vài mươi phút là có thể xóa bỏ cái lịch sử 2000 năm chứa đầy tội ác của giáo hội này, ngài đã lầm. Tờ New York ngày 20 tháng 3 năm 2000 cũng viết: nhưng làm sao mà giáo hoàng nào có thể giải thích được, đừng nói đến thống hối, mọi tội lỗi mà giáo hội đã phạm nhân danh đức tin Công giáo trong ngàn năm qua. Kết luận: xin được tha thứ chỉ là một bước đi chính trị để xoa dịu dư luận quần chúng trong một thế giới mà sự tiến bộ trí thức không cho phép giáo hội hành xử như trước. Vì như được học giả John Rambo đã viết: bỏ củi để thiêu sống người và cây gươm để giết người đã được tước đoạt khỏi những bàn tay đẫm máu của giáo hội. Hoặc che giấu sự thật lâu hơn nữa, học hội Đức Giêsu Kitô phục sinh cũng viết trong lời bàn thứ bảy như sau: hàng ngàn năm để bưng bít và che giấu 7 chương tội đối ngoại và 1 chương tội đối ngoại là 8. Nghệ thuật tuyên truyền của giáo hội Roma phải đạt đến chỗ cực kỳ ảo diệu, thiên biến vạn hóa, một nghệ thuật tuyên truyền thần thánh, một nghệ thuật tuyên truyền nhòi sọ tuyệt vời. Giáo hội là thánh, giáo hội là mầu nhiệm, giáo hội là bí tích, giáo hội là hiền thê Đức Giêsu, giáo hội là duy nhất thánh thiện Công giáo và tông truyền, giáo hội là vương quốc của Thiên Chúa. Giáo hội tự nhận do cho mình tất cả những khái niệm cao cả thánh thiện, vừa linh thiêng siêu hình, vừa hữu hình thế tục, chẳng bỏ sót một phạm trù nào. Ngoài nghệ thuật tuyên truyền, giáo hội vẫn phải xây vạn lý trường thành đức tin và buông bức màn sắc thần học. Lên đầu toàn công chiên tòa, mỗi tòa giảng là một cái loa tuyên truyền dựa vào khoa thần học phù phép ảo thuật, núi tội thành con chuột, kẻ cướp mặc áo thầy tu và quỷ sa tăng có diện mạo ông thánh. Không ai hiểu rõ đạo mình hơn nhóm Kitô học và khó ai có thể phủ bác được những lời bàn của nhóm này. Mặt khác, giáo hoàng có thể tự ban cho mình cái quyền đại diện cho giáo hội để xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ. Như ai là người đại diện cho hàng chục triệu nạn nhân của giáo hội Công giáo trong suốt 2000 năm qua, nhưng nạn nhân đã bị giáo hội nhân danh tình yêu thương của Chúa, nhân danh chương trình cứu rỗi của Chúa, nhân danh chân lý của Chúa, nhân danh sự bạc khải của Chúa, vân vân, trà đạp nhân phẩm, bắt bớ, giam cầm, tra tấn cực hình, cắt cổ chung sống, thiêu sống, tàn sát tập thể trong sách lược, diệt chủng, vân vân, để mà tha thứ cho giáo hội. Giáo hoàng và năm hồng y cùng hai tổng giám mục của ông đã xưng thú tội lỗi của giáo hội Công giáo trước công chúng và xin được tha thứ. Nhưng một ủy ban các nhà thần học cho Vatican bổ nhiệm đã tung ra một văn kiện dài 30 trang giải thích căn bản triết lý và thần học của việc xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ của giáo hoàng, và viết rõ là sự xưng tội trong toàn thể giáo hội là xưng tội cùng Chúa. Trong bản văn này, giáo hội cũng trốn tránh trách nhiệm đổ tội lên đầu các tín đồ vài con cái của giáo hội gây ra tội ác, chứ còn giáo hội thì vẫn thánh thiện, bởi vì Chúa Kitô là thủ lãnh,
và là vị hung phu của giáo hội. Chúa Thánh Thần là linh hồn linh động của giáo hội vân vân. Báo Dấn Thân số 35 trang 4. Dù văn kiện này chỉ có mục đích vớt vát mặt mũi và uy tín của giáo hội, nhưng không có cách nào giáo hội có thể hòa hợp một tín lý chính thức của giáo hội rằng giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, do đó không thể nào gây ra tội lỗi với thực tế hiển nhiên là giáo hội như một thực tế, như một định chế gây ra nhiều tội lỗi. Linh mục Thomas Rieser, một sử gia Công giáo, cũng phải thú nhận rằng cần phải nhấn mạnh rằng con cái của giáo hội gồm những giáo hoàng, hồng y, giám mục và linh mục, chứ không phải chỉ có tín đồ thông thường ngồi trên ghế nhà thờ. Giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục là những người quyết định và thi hành được hướng hoạt động của giáo hội. Còn đám con chiên ngu ngơ ở dưới thì bề trên bảo sao nghe vậy, tuyệt đối tuân phục, không có ý kiến. Điều này có nghĩa là những tội ác của Công giáo đối với nhân loại không phải là do một vài anh em chúng ta đã sa ngã gây nên, mà chính là trách nhiệm của giáo hội, như tôi sẽ trình bày với vài chi tiết trong phần sau. Phải chăng nếu chỉ cần xưng tội với Chúa thì cứ đóng kín cửa thánh mà cứ đóng kín cửa thánh đường Bê-rô mà xưng tội, việc gì phải làm công khai để quảng bá trước quần chúng? Thủ đoạn vớt vát uy tín này đã gây nhiều bất mãn trong dư luận thế giới. Viết trong tờ Chicago Tribune ngày 16 tháng 3 năm 2000, sự xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ của giáo hoàng không đặc biệt làm tôi khó chịu, vì ông ta không nhắc gì tới những lò thiêu sống của Đức Quốc xã. Nó thực sự làm tôi khó chịu và giáo hoàng không xin được tha thứ từ những kẻ đã phải đau khổ gánh chịu những sự tàn bạo ác độc. Con người là phải sống quan trọng nhất trên trái đất, tại sao giáo hoàng không nhận là điều này? Tôi là một người không chấp nhận lời xin lỗi của giáo hoàng đối với Chúa. Có thể đó là một bước đi đúng đường, nhưng tôi nghĩ rằng đó là sự trốn tránh trách nhiệm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn một phần sau nữa, nó còn rất nhiều, mình sẽ chia ra làm 2-3 phần gì đó. Thật sự là cái bài viết này nó rất là khá dài. Mình chỉ cũng mỏi mắt mỏi miệng làm nó rất là nhiều rồi, cho nên nó cũng vất vả, mỏi quá. Mình cũng cố gắng duy trì. Cảm ơn các bạn chú ý lắng nghe. Mời các bạn nghe phần sau, mình sẽ trình bày từ Thật Vậy Chúa, một sản phẩm có óc tưởng tượng của con người tạo ra, không phải là nạn nhân của giáo hội mà là nạn nhân chính của những con người bằng xương, bằng thịt, bằng máu, cùng đỏ, nước mắt, cùng mặn, vân vân. Còn nhiều lắm các bạn ơi, tác phẩm này rất là dài.